nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni mà hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ tất cả pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ mà hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông mà hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, nhiếp thọ tất cả mười được Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng đại sĩ và tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc mà hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa do nhân duyên đó mà không có hai tưởng này thiện hiện đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa vì muốn viên mãn bốn tịnh lự nên ngay trong bốn tịnh lự nhiếp thọ tất cả bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà tu bốn tịnh lự nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc mà tu bốn tịnh lự nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo mà tu bốn tịnh lự nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà tu bốn tịnh lự nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà tu bốn tịnh lự nhiếp thọ tất cả tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ mà tu bốn tịnh lự nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni mà tu bốn tịnh lự nhiếp thọ tất cả pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà tu bốn tịnh lự, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, mà tu bốn tịnh lự.